Tiên chào cả nhà thân thương. Hôm nay Tiên tiếp tục ra sau vườn thu hoạch rau củ quả cả nhà ơi. Buổi sáng thì trời còn mát mẻ lắm, mình tranh thủ ra sau vườn, có cái gì thì mình thu hoạch cái đó nha cả nhà. Mấy ngày nay đó Tiên cũng khá là bận cho nên không có ra hái, thì Tiên nghĩ là hôm nay mình sẽ hái được rất là nhiều thứ luôn. Trước mắt là Tiên thấy là sẽ có đậu đũa nè, rồi rau lan. Tiên sẽ hái một mớ đọt lan vào, mình sẽ xào tỏi ăn cũng rất là ngon, giống như là rau muống xào tỏi vậy đó cả nhà. Rồi khổ qua nữa nè, quá chừng trái luôn. Bây giờ bắt đầu hái nha cả nhà. Tiên sẽ hái khổ qua trước nè. Tiên nghĩ là mấy trái to, mấy trái bự đó thì mình sẽ xào trứng. Còn mấy cái trái nhỏ nhỏ đó mình sẽ nhồi chả cá làm món khổ qua hầm. Sẽ ngon lắm đây. Hái hủ qua xong cái quay qua thấy cây ớt này có nhiều trái chín nè, Tiên sẽ hái luôn. Ớt này rất là cay. Rồi, được một mớ hủ qua nè cả nhà ơi, nhìn ngon không? Bây giờ Tiên sẽ bắt đầu hái đậu đũa nha.
Đó, thấy vậy mà hái cũng được rất là nhiều luôn á cả nhà. Đậu đũa này mình kho chay cũng ngon, hoặc là mình xào thịt bò cũng ngon cả nhà ha. Bây giờ qua tới cái đám rau lang nè, đang lên xanh mướt, non mướt à cả nhà, ngon lắm. Rồi, đây Tiên hái được một mớ rồi nè cả nhà. Còn nữa nhưng mà thôi, Tiên hái nhiêu đây đủ ăn rồi. Hái nhiều quá ăn không có hết. Hôm tuần trước á, Tiên cũng có hái một mớ rồi. Thử xào tỏi ăn cũng ngon lắm, không có thua gì rau muống xào tỏi đâu cả nhà. Đây, đây là thành quả nãy giờ Tiên thu hoạch sau vườn nè cả nhà ơi. Rau lang, khổ quá, đậu bắp, cà chua, ớt, đậu đũa. Cũng được khá là nhiều cả nhà ha. Tiên cũng xin kết thúc video đây. Cảm ơn cả nhà mình đã xem. Xin hẹn gặp lại vào video lần sau ạ. Tiên xin chào tạm biệt.